Trời ơi. Trời ơi. Ổng đi ổng đạp váy em nữa kìa. Cái bộ vét hường này nam tính quá. Thiệt. Rồi cái tay gì vậy? Cái tay gì? Cái tay làm cái gì vậy? Em nam tính mà. Bộ vét hường này nam tính lắm. Đó, mang cái bộ vét hường này ra là thấy là sao tự nhiên thấy em yếu đuối hẳn vậy Vinh? Em bị thế dưới. Em kèo dưới. À. Dạ. Bắt kèo ở nào cũng trang chấp trái hai trái hết á. Vậy hả? Dạ. Và hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh biết em, nhưng mà khán giả xem truyền hình sẽ có người biết và người chưa biết. Dạ. Cho nên là mời hai bạn giới thiệu về mình. Nhường vợ nói trước. Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Em là Lương Minh Trang. Em là ca sĩ. Em cũng có viết nhạc nữa nhưng mà em không dám nhận là nhạc sĩ. Hiện tại thì em cũng có học thêm việc viết kịch bản nữa. Là em bao nhiêu tuổi rồi Trang? Dạ, năm nay em... hai mấy rồi? Bao nhiêu tuổi mình không nhớ thôi rồi cũng đã sinh nhật bởi. Em sinh năm 94. Rồi Vinh nè. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây cũng như quý vị khán giả đang xem đài. Em là Vinh Râu, em là một diễn viên. Bản thân cũng là một người viết kịch bản, biên kịch. Đồng thời cũng là chồng của Trang. Em nhiêu tuổi nè, Vinh nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em bằng tuổi với Trang, em cũng 25-26 tuổi. Thiệt không? Em nói thiệt không? Thiệt. Dạ thiệt em thầy, tại vì em lớp 4 em có Trang. Râu rồi. Hôm nay sao không để râu cho nó dài, nó phúng phính ra em. Dạ tại em mới đóng vai học sinh á. Học sinh hay là phụ huynh? Dạ đóng vai học không, sinh. Không, chồng em cạo râu nhìn trẻ lắm, nhưng rít vậy á. Hai đứa gặp nhau gái là tiếng sét á, tình yêu nhau liền không? Dạ không. Dạ không. Đâu cái chuyện tình của các em nó bắt đầu như thế nào? Ông này không phải gu của em. Gu của em là tay dài, chân dài, đeo mắt kiến nhìn chi thức. Đặc biệt là không được có râu, em rất là ghét râu. Ông nằm nói đúng ha, ghét của nào trời trao của đó. Hôm đó là hình như Pháp TV có tổ chức casting. Em thì có lên chơi, thì lúc đó thì có gặp nhưng mà cũng không để ý lắm. Kiểu nhìn thấy ông này kiểu có dáng già dê, kiểu có râu, còn trời. Không hiểu tại sao em mặc định trong đầu ông này là già dê. Em cũng không nghĩ là ông trẻ luôn. Mà không hiểu tại sao tự nhiên ông này ổng ép Facebook em. Rồi nói chung là lúc đó em đang bị thất tình. Cái tật con gái kỳ lắm. Hồi xưa là thất tình hay kiểu kể lể ở trên Facebook. Xong rồi cái ổng mới nói là sao câu chuyện này giống câu chuyện của anh quá này kia. Mà em thấy cái đó là một cái bài mà cô gái rất là sớm, mà nó rất là cơ bản. Đúng rồi, cơ bản luôn. Trước đó em cũng mới vừa chia tay y chang như Trang kể ở trên Facebook luôn, là dạng như là người yêu của mình có người thứ ba. Đầu tiên lúc mà em gặp Trang là em có ưa Trang liền không? Dạ không chị, cũng cái buổi casting đó luôn là rõ ràng là ai cũng mặc đồ rất là bình thường. Bả mặc đồ kim sang tiếng hộp lụ, bả đi vô làm gì? Chui vô chỗ ban giám khảo ngồi chơi vậy đó. Tại lúc đó em đang buồn, em chỉ kiếm một chỗ để em đi coi, em đi chơi thôi. Bây giờ em ứa, em nói nhỏ này trời, làm màu ở đâu ra, lát nữa mới lòi ra, nhỏ nó phục vụ ở đây chắc chửi chết luôn á. Mà lúc đó em tóc ngắn nữa, mà tóc tém luôn á, giống như tóc tiên vậy đó. Mà ông này thì thích con gái tóc dài, không thích con gái tóc ngắn, mà nhìn em kiểu tomboy lắm, kiểu kiểu bút với em bị buồn đời hay sao chị? Cái là hai đứa không nào yêu nhau hết á. Không, ghét luôn á chứ. Vì sao hai đứa lại đến với nhau? Cái chuyện mà quen nhau á là từ cái lúc mà ông đi Đà Lạt về. Bữa đó trong Đà Lạt, ở bên trên Đà Lạt á, là ông đi hái hoa cho em. Xong rồi kèm theo hai cái miếng gỗ mà khắc hình hai đứa nữa. Có một cái tờ giấy kẹp ở trong bó hoa, ông nói là lát anh về rồi em hãy mở ra coi nha. Trong tờ giấy nó ghi có gì đâu mà đọc. Sao em phong cách quá vậy? Em tưởng là ông nhắn nhủ gì cho em. Mở ra có gì đâu mà đọc. Dễ sợ lắm. Bắt đầu sau cái cấp đó là em cũng để ý Trang cũng có suy nghĩ là có nên quen thằng này không. Em được cái lì đó, có dạng như là cấp đó là má Trang thích gì là dạng như nghe loáng thoáng thôi. Cái bắt đầu mình mua, cái mình gửi cho Trang. Cái nó ủa sao biết má em thích vậy, sao biết thằng cháu em thích cái món này. Nó lỡ nghe được rồi thôi, lỡ tiện mua luôn. Đó, rồi với lại một khoảng thời gian đó là sáng em đi làm thường là 7-8 giờ sáng, mà nhà em ở Gò Vấp, là em dậy từ 5 giờ sáng em chạy qua em mua đồ ăn sáng, xong em treo trước của Trang á. Cái mà mua đồ ăn sáng mỗi ngày như vậy là diễn ra trong bao lâu? Chắc cũng nửa tháng lâu. Hơn mà trong vòng nửa tháng em làm cái động tác đó luôn cho đến lúc mà Trang chấp nhận quen em á là nửa tháng, chứ còn sau đó thì em vẫn làm vậy.
Cho đến, mãi cho đến khi sau này là em với Trang về chung một nhà rồi đó thì cái chuyện đó mới bắt đầu hết xảy ra. Không phải đâu, không phải đâu. Được rồi, cũng phải có. Tại vì bả hết bán cháu ở đó rồi. Vậy là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ khoảng chừng nửa năm là ổng cầu hôn rồi, nhưng mà tới một năm rưỡi sau nữa mới đám cưới là 2 năm. Sau khi em cầu hôn là dạng như em có guarantee rồi, nên ba Trang cho phép em qua đi về, tại có những buổi quay mà ở công ty em quận 1 mà quay khuya quá rồi sáng mai lại đi quay sớm thì em ở nhà Trang vẫn tiện hơn. Có những buổi đầu thì em ngủ với ba Trang luôn mà sau này mới mò lên phòng ngủ Trang. Sau này có là... có kế hoạch nha anh, có kế hoạch, có kế hoạch hẳn hoi. Từ đầu vô là ngủ với phụ huynh đủ đó, sau phụ huynh. Đó là tìm cách để cho phụ huynh có thể là đi chỗ khác để mà mình len như là phải phụ huynh không hề đi chỗ khác luôn. Phụ huynh không hề đi chỗ khác luôn, ổng đợi tới em bệnh em sốt xong lên ổng giả bộ chăm em sốt nè gì xong ngủ dở luôn, ngủ trên đó luôn. Đợt đó em giả nhân giả nghĩa lắm, là dạng như em chăm giả nghĩa. Em chăm sóc á, em chăm sóc cho Trang xong là em mở cửa, tức là mở cửa phòng của Trang luôn để cho ba Trang có lên là thấy em lại. Không có chuyện gì hết. Là em để Trang ngủ trên giường, em ngủ ở dưới đất mà ngủ gần cái cửa. Đó giả nhân giả nghĩa lắm. Trong sạch. Dạ. Không, nhưng mà thật sự là Vinh trong sáng lắm, Vinh rất là trong sạch luôn, mà Vinh cũng không có bậy bạ đâu. Có nghĩa là kiểu sao ta? Một người đàn ông đã tuyệt chủng trên thế giới. Tức là từ lúc quen cho đến lúc cưới luôn là các em giữ cho nhau cho đến, có nghĩa là cho đến cái đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không hẳn, không hẳn là như không vậy. Hẳn như vậy là có. Có nhưng mà có quậy, nhưng mà dạng như cũng bình thường chứ không có dạng như là qua mặt phụ huynh. Nói chung là có. Là có. Tại Vinh, Vinh là một cậu bé mới lớn và em là người đầu tiên của Vinh. Dạ, tại vì lúc đó là phụ huynh cho phép rồi. Mình mới quậy. Thôi chị thì cái đám cưới của các em á, cái đêm tân hôn vui không? Không. Dạ không. Đêm tân hôn, đêm tân hôn mệt. Em cảm thấy luôn ai mà trong cái đêm tân hôn mà lôi ra động phòng là thấy nó ngu lắm, tại vì mệt. Không có mệt là rồi, để không ngủ. Có làm ăn được gì hết. Tại vì đã mệt rồi còn vô làm thêm trận nữa, thấy rất kỳ lắm. Sớm hôm sau là phải đi làm mà. Không được nghỉ ngày. Một ngày, nghỉ một được ngày nghỉ ngày để đếm tiền. Đúng rồi, cũng đếm tiền thôi chứ bữa đó là đếm liền hay qua hôm sau mới đếm. Đó, mình xui một cái là mình diễn hài. Cái anh em trong giới của mình là toàn đưa tiền lẻ. Dân hài không à. Anh nghĩ cỡ 2-3 triệu mà tờ 500 một ngàn không á thì sao mà đếm hết rồi. Tụi em đếm tới sáng không? Đâu có, em đếm, em bực mình quá là em nói là nãy mà gọi điện thoại thẳng luôn, nãy mày đi nhiêu à? Biết nhiêu đó tôi gấp vô, tôi khỏi đếm nữa, tôi gấp vô bỏ vào đây. Đếm chừng 3-4 người là bắt đầu gần 4 giờ sáng rồi. Ủa không đếm luôn. Giận chứ, giận tím. Rồi còn có mấy đứa dạng như đi mà nó gửi tờ giấy nó để chuyển khoản nữa. Rồi có chuyển không? Có chuyển nhưng mà cũng dạng quên mất máy quên rồi mình phải nhắc á. Trời ơi. Có đứa là chuyển lát nhắc nữa, chuyển dạng chuyển 50 xong rồi chuyển 70. Có ông Vinh đi đám cưới mà trả góp. Có không? Có, không có. Là nó cố tình giỡn mặt luôn, chứ biết thừa biết là không, nó không thể nào thiếu tiền được rồi. Cố tình vậy như đó. Là đứa nào mà nó coi cái số này chắc nó nhột lắm đúng không? Thì tại vì mình đi đám cưới mình tiền mừng cho nhiêu lấy nhiêu á. Mà nó gửi chừng 50, gửi 70. Xong rồi nó gửi 100+. Xong rồi nhắn tin nó hỏi là ê mày nghĩ tao còn thiếu nhiêu à? Có bực mình. Giận á. Giận tím mặt luôn á. Tại đó là lần đầu tiên được nghe chia sẻ cái vụ đi ăn đám cưới mà trả góp á. Sau khi đám cưới rồi vậy thì hai vợ chồng ở với nhau thì nó có những cái tật xấu gì lòi ra không? Giờ hỏi Trang trước nè, em sợ ổng có một cái mối tình nào ngoài không? Tức là ghen á, có ghen không? Dạ không. Không thể nào ghen được, tại vì Vinh là một người kiểu sợ vợ anh. Không có sợ vợ đâu anh. Sợ gì sợ? Em không biết, nhưng mà rõ ràng là sợ. Không. Là sợ mất vợ thôi đúng rồi. Có sợ không? Không, không sợ gì đâu. Vừa xong công việc là Vinh về với em liền. Hỏi em ở đâu? Mà gọi không được em là gọi trái máy luôn đó. Là Vinh ghen hơn em cho nên em không thể nào ghen được. Có ghen đúng không? Em không có ghen mà anh về nè. Có nhiều lúc mà em đi quay, em cố tình về cho nó trễ.
để mà coi bả có gọi bả ghen mình không. Đến chừng về chở em về tới nhà em thấy bả đi chơi còn khuya hơn em nữa, sao bả ghen, bả ghen nổi. Nhưng mà em có ghen gì? Có tại, mà hiếm. Tại vì bạn bè của em đếm trên đầu ngón tay rồi, có nhiêu đó người. Hai chồng có nhiêu đó là không có cái lý do để mà nghi ngờ đó, cho nên để ghen. Đúng rồi, hai đứa không nào ghen nào. Rồi trong cuộc sống gia đình vậy đó thì giờ ông này có tật xấu gì không? Dạ chơi game hay chơi mà mạng yếu xíu là bắt đầu cọc đập máy. Có lần ổng troll nhà mạng nữa kìa, ổng bực cái nhà mạng đó quá thì ổng chụp cái màn hình bị disconnect á, bị mất kết nối á, xong ổng làm avatar luôn, xong rồi cái ổng lấy cái quảng cáo của cái nhà mạng đó ổng bóp lên ổng làm ảnh bìa luôn, kiểu giống như là giật mặt người ta vậy á. Cái tật đó là cái tật xấu nhất luôn á, động lây say hò giật kiểu kỳ đó. Lắm chỉ có duy nhất chơi game là giống như là thành một con người khác vậy đó. Nhìn phải, sợ lắm. Tại vì anh nghĩ coi, cái đó đi làm về mệt mỏi rồi, đây là lúc mình cần giải trí, mình xả chơi game, mở máy lên rớt mạng. Tức chứ không phải rớt lắm, rớt xong tìm vừa, xuống vừa vô trận là rớt, vừa vô trận anh tin ông. Dạo cái dạo gần đây là em vừa chơi mà vừa mở chú đại bi em nghe luôn. Em tìm mọi cách luôn, là em thay mạng, em đổi mạng, em đổi modem, reset máy, xong rồi em reset modem, rồi em làm máy, rồi em cắm thẳng dây len vô thẳng laptop của em luôn, vẫn rớt mạng, vẫn rớt. Em tức quá, em vừa chơi em vừa mở đại, chú đại bi em nghe luôn mà. Còn quan trọng cái laptop đó là laptop gaming, là để chơi game. Chơi game không thể nào rớt được. Chuyên chơi game mà họ không hiểu tại sao mà. Nhưng mà em nghĩ là do tại vì cái máy của ổng đã xài quá lâu, là nó không có đi bảo trì nên nó bị vậy thôi. Cái đó thì khắc phục được. Nhưng mà có một cái không thể nào khắc phục được, cái tính xấu của ổng là ổng bài thì cũng không phải, giấu kiểu như áo dơ, đồ cứ hay nhét. Không biết tại sao em không mở phải. Cái đầu giường ra là một đống áo đó nha. Không phải, trời, bà cũng có bà ơi. Tại biết sao không? Có những buổi em đi làm về em mệt quá rồi, đó là em xả người ra em ngủ luôn. Ngủ đến sáng vậy em đi tắm là em tiện cái em cởi đồ em bỏ đó rồi em đi tắm. Rồi mà tại em sao đi lại luôn. Nhét? Không có nhét, là nằm ngủ rồi nằm ngủ ngày qua ngày cái đạp cái xùi vô á. Mỗi góc được có một cái áo hết. Em thấy ở ngoài giường em không có dọn em cũng để mặc luôn, ngày qua ngày nó mới không, bị thật ra là như vậy vào. Mà để như vậy là dằn mặt đúng không? Có những bữa em thấy, nhưng mà em cố tình em để đó coi ổng có tự dọn hay không. Tại vì cái sọt đồ em để kế bên rồi, nghĩa là nếu đồ dơ em đã đem lên tới trên phòng luôn rồi, để ổng bỏ vô thôi. Không bỏ vô, để trên giường. Anh ơi, lấy cái đó bỏ vô sọt đi. Ok, lát anh chơi game xong anh bỏ vô cho. Để đó luôn anh. Ngày qua ngày, 2-3 ngày luôn cũng không bỏ vô. Sau đó là tự nhiên thấy mất luôn cái áo, tưởng là ổng đem đi giặt rồi. Không, ổng nhét vô trong cái... Không có nhét, nó là bị... Nằm nó bị trôi vô. Ngày qua ngày. Làm sao nó trôi vô được? Ngày qua ngày, tự động nó bò vô, nó kẹt, nó nằm ở trong đó. Mình ngủ, mình đạp á, mình lăn qua lăn lại, cái nó trôi vô. Cái tướng này, cái tướng... Rồi bây giờ nhân đây thì nói luôn đi. Đó, Trang có tật xấu gì nè? Cái này không phải là tật xấu để nữa, tự mà luôn nó dạng hay như quên. Là nó là chứng bệnh. Chứng bệnh não cá vàng, hay quên, không có nhớ được. Và cái đỉnh điểm nhất là một cái đỉnh điểm em kể ra anh không tin được. Em thấy một câu chuyện vui, em chạy vào em kể cho vợ, chuyện này vui lắm, em kể cho em nghe. Bà vui quá, bà chạy vô bà kể cho bà chị hai, chị hai. Ôi chuyện này vui lắm, em kể chị nghe. Bẵng một thời gian sau, tự nhiên nó chạy ra. Trong, em kể cho anh chuyện này vui lắm, em kể. Là ngay lúc đó em không nhớ là em là người kể cho bà nghe cái câu chuyện đó luôn. Kể ngược lại em nghe. Không, cái này... Em cũng gán lắng tay em nghe. Rồi sao nữa, là em tưởng là cái chuyện đó là mồi. Rồi sao nữa, hết rồi, không thấy vui hả? Mày chuyện này tao kể mày nghe, sao mày nói vui? Em phải đính chính lại, tại vì em đi hát rất là sớm, từ lớp 6, lớp 7 là em đã đi hát rồi. Cho nên cái việc học với cái việc đi hát á, nó lấn thời gian nhau nhiều quá, em không có ngủ đủ. Cho nên lúc nào em cũng bị đau đầu á. Cho nên là em rất là hay uống thuốc giảm đau. Cho nên là uống nhiều quá thì đâm ra nó bị ảnh hưởng, là nó sẽ bị hay quên. Không, cái này chia sẻ thật nha, nếu mà ai có đang dùng thuốc giảm đau thì nên hạn chế, là không thôi thì sẽ bị giống em. Thường xuyên những cái cuộc cãi lộn hai vợ chồng là toàn là bà nói xong rồi bà quên, bà không nói. Thường thì em hay đi chơi với bả, là em hay rủ bạn bả theo chơi để làm chứng. Bả nói không nha, em không có nói câu đó nha. Cái hai đứa bạn mới nói có, nãy đâu có nghe. Ủa vậy hả? Vậy thôi. Đâu có. Không, cái này là thực ra cái bệnh hay quên, hình như cũng bị lây hay sao, ổng cũng vậy luôn. Có những lúc em nhớ rõ ràng luôn nhưng mà ổng lại nói là không có.
là anh bị lay rồi đó. Coi như là coi này, bên này bị quên, bên này bị lay quên. Có nghĩ ra cái cách nào để mà coi như là để mà làm chứng ở trong nhà không? Mỗi lần mà gây lộn á, em tức quá em mới nói là thôi bây giờ lắp cái máy camera có thu tiếng ở trong phòng luôn đi. Sở dĩ mà em không muốn lắp cái camera ở trong phòng là tại em sợ má à. Lỡ quay cái gì sao? Rồi tự nhiên em đang thay đồ này kia, anh cũng quay rồi. Ôi khùng quá, ai quay lúc thay đồ. Rõ ràng anh muốn lắp để anh đó, coi em chị, thay đồ cái... Em hết em đi phòng tắm em thay. Vậy thôi đừng có lắp camera, mình chỉ để cái máy ghi âm thôi. Ghi âm thôi. Không cần... Tại vì có mấy cái bả làm bả cũng quên nữa, chứ không phải bả nói bả quên không. Bả tức là mỗi lần mà chuẩn bị vô là mới bật camera đúng không? Không mở 24/24 luôn, chứ mà có mấy pha mà tự nhiên làm không rồi bây giờ là chứ. Cái tật là tật hay quên dạ. Đúng không? Vậy thì không hay quên thường hết. nó hay liên quan đến cái việc hậu đậu có dạ. Không có luôn đi tự dấp té bà cứ đổi thừa tay dài chân dài cho nên em dạy dấp té nói trời mấy con khỉ nó leo thăng thoát luôn chứ nó có té đâu. Em không phải khỉ mấy con khỉ cũng thuộc dạng tay dài chân dài á, sao nó không té mà em té là hay té là trời hay té mà hay té. Trời ơi té vô lý luôn cái. Từ những ngày đầu em quen là em thấy tội mà giờ bực luôn á. Té ở đâu? Đủ mọi địa hình hết. Vừa rồi nè, vừa nhắc xong em mang giày xuống dưới mang đi. Để đi thang á, mang từ cầu thang té. Vừa tiến trước sao xuống nước đùng 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 đùng. Té, té cầu thang. Không, em tính chính là em đã đem giày xuống dưới em mang rồi. Sau đó là em để quên đồ trên lầu đó. Cái em nghĩ là không cởi biến, dài ra đi lên quá. Mang luôn đôi giày đi lên xong là, rồi trượt y xuống như rằng là té. Em ôi. Đi xuống cẩn thận lắm nha. 1, 2, 3. Tự nhiên không biết tại sao bị chợt á. Cái té xuống luôn. À em có ý kiến. Sao? Hồi xưa em té là ổng còn ơ em ơi có sao không. Còn bây giờ em té. Ủa té nữa hả? Xong đi luôn anh. Tại bà tới giờ bà té xong bà cười. Nhìn đây, ngồi lên đây. Bà chăm chó chăm mèo giết quen rồi đó. Nên bà coi em dạng như cũng lứa lứa với tụi nó luôn. Một con pet đi không? Dạ. Mà vui lắm, cưới Vinh về giống như là có thêm đứa nít trong nhà á anh. Vậy ở nhà mình đang đói, đang nhõng đói. Nhõng nhẽo lắm. Đang đói thấy bà nội luôn, nằm lăn quăng lại, trời đói quá. Không, anh đói quá, anh đói quá, anh đói quá. Alo, anh tới hả? Rồi rồi, để xuống lấy đồ ăn. Đem lên bịch đồ ăn cho chó anh. Có không? Có, đem lên bịch đồ ăn cho chó, cho mèo rồi kia đặt đồ. Còn kêu mình xuống khụ nữa. Cái đó là em đặt trước rồi anh mới nói anh đói. Thì đó, đó em đặt trước mà anh không biết. Em ôi. Biết mà nói ồ đồ ăn có rồi. Tưởng là bà đặt là, đồ ăn về bà thương mình. Ủa cái này chương trình vạch mặt hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Vạch mặt mà. Đó giờ hồi vạch mặt mà. Đó. Giờ muốn cổ thay đổi cái gì nè? Không, không, không cần quan tâm chồng nữa đâu. Chú ý bản thân mình cho kỹ xíu. Để bớt cái tai nạn mình. Tại vì mỗi lần mà em bị tai nạn anh cũng lo chứ không phải gì. Mà mỗi lần lo vậy đâm ra lo nhiều lần quá cọc. Bực mình. Rồi thôi giờ em mong muốn ông thay đổi cái gì cha? Dạ bớt ở dơ lại. À bớt giấu đồ lại mới đúng. Bớt nóng tính lại khi chơi bớt game. Bớt nóng tính lại ừ. Hai đứa có em bé chưa ta? Dạ, dạ chưa. Chưa dám có. À vậy có hả? Có giờ nó đi nó bế nhỏ dắp té sao? Tụi em đang có dự định là phải mua được căn nhà cái đã rồi mới anh dám có em nói. Bé. Nhân đây nè, nhân đây chị Trúc nè, Trúc Trang á, bớt cái bệnh té nha. Bớt hậu đậu là. Còn Vinh là bớt giấu đồ. Cảm ơn hai đứa đã đến tham gia với chương trình này dạ. Nè. Chúc hai đứa là mau có được cái căn nhà mơ ước. Dạ. Cảm ơn hai đứa nhiều. Cảm ơn Vinh, cảm ơn Trang. Dạ, cảm ơn chị.